Ai? Dọn kiểu gì vẫn có không ạ? Đen là dính thôi. Bà biết ạ? Là la xuống nhà cháu ấy. Đấy, cái la chỉ để lấy lá để ăn thịt chó thôi. Dân ơi, có nhìn thấy cái mảnh định hình ở đâu nhỉ? Gọi nó thừa đâu. Đấy, ông thấy chó quá đã không? Rú như chó xoáy luôn. Nó hú không ạ? Hú như kiểu chó xoáy. Nghe ghê lắm. Con này chắc trước lai rồi. Lai với chó xoáy rồi. Come on.